Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nghịch tử, bắt nhân, bắt nghĩa. Lâm Tấn Hải, 43 tuổi, ngụ tại ấp Kinh Đào, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, là cái tên từng gieo rắc biết bao nỗi sợ hãi, ghê rợn cho người dân bản xứ. Người ta sợ hắn bởi tính hung ác, tàn bạo đến rợn người. Ông Tư Thu, người chứng kiến bà Đỗ Thị Lập, 61 tuổi, mẹ vợ Lâm Tấn Hải bị con rể tẩm xăng rồi châm lửa, kể: "Ngày hôm đó, tôi và những người dân sống trong xóm nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của bà Lập, nên đã chạy sang kiểm tra thì phát hiện bà Lập như một ngọn đuốc đang đứng kêu gào thảm thiết. Mọi người có mặt khi đó ai cũng tìm mọi cách để cứu bà Lập, người dội nước, người cuốn chăn, cho đến khi lửa bị dập thì bà Lập chỉ còn thoi thóp thở. Dù được đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu, nhưng bà vẫn không qua khỏi. Ngay sau khi bà Lập mất, sự việc được trình báo lên công an. Cơ quan chức năng vào cuộc truy bắt hung thủ. Trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, xác định được kẻ gây án là Lâm Tấn Hải. Tuy nhiên thời điểm đó, Hải đã bỏ trốn khỏi địa phương. Theo điều tra về thân thế của Hải, hắn đi nhiều nơi làm thuê, làm mướn để kiếm sống. Trong thời gian đó, Hải về địa bàn huyện Cái Nước, Cà Mau, làm thuê thì quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Hồng Thị Tý, con gái bà Lập. Sau một thời gian tìm hiểu, Hải và chị Tý về chung nhà. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mà Hải mang đến cho chị Tý chỉ kéo dài đúng một năm. Đến khi con gái đầu lòng ra đời thì Hải thay tâm, đổi tính. Lúc này hắn không tu chí làm ăn, nuôi vợ, con mà suốt ngày rượu chè, bê tha. Mẹ con chị Tý trở thành nạn nhân của gã đàn ông bất nhân, bất nghĩa này. Cứ rượu say là Hải lại lôi vợ con ra, động tay, động chân. Cực chẳng đã, chị Tý ôm con về nhà mẹ đẻ ở. Khoảng một năm sau, ngày vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, Hải đến nhà mẹ vợ để xin gặp vợ và đón về nhà. Nhưng bà Lập cương quyết từ chối vì không muốn con gái và cháu phải chịu cảnh bị ăn đòn nữa. Bị mẹ vợ khước từ lòng thành, Hải bắt đầu ôm hận trong lòng. Ngày hôm sau, Hải cầm chai xăng đến tìm mẹ vợ trả thù. Đến nơi, Hải không nói không rằng, vặt ngay lắp chai tưới lên người bà Lập rồi bật lửa. Sau khi gây án, Hải trộm chiếc vỏ máy phương tiện di chuyển trên sông của người dân địa phương rồi bỏ trốn. Trong quá trình bỏ trốn, hắn tìm đến nhà mẹ ruột ở ấp Kinh Đào, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau ở nhà vài ngày. Tại đây, Hải xảy ra xích mích với mẹ đẻ, nên một lần nữa nảy sinh ý định sát hại mẹ đẻ bằng lửa. Nhưng may mắn thay, người phụ nữ này thoát thân kịp. Sự việc bị phanh phui, công an ập đến bắt giữ Hải. Gã nghịch tử bất hiếu cúi đầu nhận tội. Nhưng không lâu sau đó, Hải ra bệnh, được công an đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhân cơ hội này, hắn tẩu thoát khỏi bệnh viện và trốn biệt tích. Nhận định Hải là tội phạm nguy hiểm, công an tỉnh Cà Mau đã ra lệnh truy nã toàn quốc. Biến thành thầy hai chuyên đi cứu nhân độ thế. Để truy bắt Lâm Tấn Hải, công an tỉnh Cà Mau giải quân đến nhiều địa phương để truy tìm. Cứ hễ nghe thấy thông tin nào về Hải là cơ quan chức năng lại cử trinh sát đi tìm hiểu thông tin, điều tra. Suốt 13 năm trời, chưa bao giờ công an tỉnh Cà Mau từ bỏ việc truy tìm kẻ sát nhân tàn ác này. Mãi đến ngày 7 tháng 3 năm 2012, theo nguồn thông tin mật, các trinh sát công an tỉnh Cà Mau mới nắm bắt được thông tin quý giá. Theo đó, công an nhận được tin một đối tượng tên Lâm Văn Hợp, tạm trú ở xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, có nhiều biểu hiện và nhận dạng giống với đối tượng Hải, đang bị truy nã. Ngay lập tức, các trinh sát đến Ninh Hòa để xác minh nhân thân, lai lịch của đối tượng Hợp này. Vì theo nhận định, rất có thể đối tượng này đã lấy tên của em mình để tiện bề trốn chạy. Song Hải đã chứng minh mình là kẻ danh ma khi vừa đánh hơi được hành tung bị bại lộ, đã nhanh chóng tẩu thoát. Khi các trinh sát đến Ninh Hà,
điều tra thì Hải đã cao chạy xa bay rồi. Các trinh sát tỉnh Cà Mau đến Ninh Hà thì được biết đối tượng này mới bị công an tạm giữ chứng minh nhân dân vì điều khiển xe máy không có giấy phép đăng ký xe, không có bằng lái xe. Nhưng suốt nhiều ngày qua không thấy đến trình diện. Từ các manh mối này, các trinh sát phát hiện được nhiều thông tin có giá trị. Trước đó Lâm Tấn Hải đến địa phương này rồi đổi tên thành Lâm Văn Hợp để che mắt công an. Hải ra danh thành người chữa bệnh, truyền đạo và tự xưng là thầy hai. Hải danh ma đến mức tung ra nhiều độc chiêu để lừa gạt người dân mê tín nhằm mục đích trục lợi. Hải lân la đến các thôn bản và hô hào mình là bề trên hỗ trợ để cứu nhân độ thế. Để lấy lòng tin của người dân mê tín, hắn cố gắng tỏ ra thật thần bí. Trước thủ đoạn trên, rất nhiều người dân đã tin và đi theo Hải. Lấy được tiền từ những người dân mê tín, Hải xây dựng căn nhà nhỏ trên hòn quẫy và gọi nó là am để chữa bệnh và truyền đạo. Trong khoảng thời gian này, Hải đi nhiều nơi ở tỉnh Khánh Hòa để truyền đạo và chữa bệnh. Tự luyến về tài cán của mình, Hải còn thả lưới xuống các tỉnh miền Tây để hành nghề. Trong số những nơi hắn đến khám chữa bệnh nhiều nhất là khu du lịch Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, hay còn gọi là khu du lịch núi Saman Giang. Ngoài mặt là thầy hai, truyền đạo cứu chúng sinh, nhưng bản chất Hải vẫn là một kẻ tiêu nhân, đào mỏ. Khi đang trên đường đi lẩn trốn, hắn vẫn cố tổ chức khám chữa bệnh cho người dân. Trong lúc chữa bệnh cho chị N, ngụ xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, Hải dùng lời đường mật dụ dỗ chị N, sau đó đưa chị về Ninh Hà, Khánh Hòa, sống như vợ chồng. Được một thời gian, chị N nhận ra bộ mặt của Hải nên quyết định bỏ về quê. Lúc này Hải lộ mặt là kẻ hám lợi. Hắn nói chị đi đâu thì đi, nhưng không được mang xe máy ra khỏi am. Không lâu sau, khi chị N bỏ đi, Hải tiếp tục đi truyền đạo, chữa bệnh và dụ dỗ được chị H, ngụ tại huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, đến am ở Ninh Hà, sống như vợ chồng. Đến khi chị H bán hết tài sản cùng phụ hắn thì hắn lại lộ bản chất kẻ vũ phu, vô dụng. Sau khi mất dấu Hải ở Ninh Hà, cơ quan điều tra vẫn âm thầm truy tìm tung tích đối tượng này. Đến ngày 10 tháng 3 năm 2012 thì nhận được tin liên quan đến Hải. Một trinh sát giả làm người cần chữa bệnh đến nhà người phụ nữ tên Thu ở khu du lịch Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu. Bệnh nhân kể bị bệnh lâu ngày, chữa không khỏi, muốn gặp người cõi trên để nhờ trị bệnh. Sau khi gặng hỏi đủ điều, người phụ nữ này bấm máy gọi điện cho thầy hai. Chuyện trò một lúc, người phụ nữ này nói, nghe hoàn cảnh của anh khổ sở nên tôi mới giúp đỡ. Cũng may thầy hai vừa ghé qua Bạc Liêu. 3 ngày sau, anh quay lại. Biết đây là cơ hội để bắt Lâm Tấn Hải, các trinh sát chuẩn bị kỹ càng. Đúng hẹn, trinh sát trong vài người bệnh đến nhà Thu để gặp thầy hai. Khi thầy vừa vào buồng thì nhanh như chớp, trinh sát móc còng số 8 vào tay thầy hai, khiến hắn không kịp trở tay. Với vỏ bọc thầy hai, Hải đã trốn tránh sự truy nã của công an suốt 13 năm trời. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.